Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé. Ok, hello game, chúng mình đang lại quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một con game tiếp theo về cái thể loại là game bựa trên điện thoại các bạn. Và lần này chúng ta sẽ chơi một con game với tên là Skip Work. Thì anh em có thể thấy là một ông hói đang bị một em váy hồng đuổi theo, nhưng mà không biết là đánh ghen hay là để làm gì đó. Nhưng mà ok, chúng ta sẽ thử xem nào. Có vẻ như đây, à được, đây là bàn đầu tiên này. Mình sẽ đến với bàn đầu tiên ngay nhá. À, rồi chúng ta sẽ phải trốn, cái bàn đấy là cái điều chắc chắn rồi. À ok. À có thùng rác này, trốn vào thùng rác luôn, easy game. Đấy, không thể nào tìm được mình trong thùng rác như vậy. Quá là dễ đi đúng không? Cảm giác phê sau khi mà trốn được người phụ nữ đấy. Mình nghĩ là nó rất là kiểu kinh dị luôn đấy. Bàn thứ hai nào. Rồi chúng ta có cái ghế. Có bà có một cái shop đúng không nào? Đang lấy được gì đây không? À có tờ tiền này. Mình có thể bán đưa tiền cho bà này đúng không? À mình có thể mua được một tờ báo và cho ông này đọc báo à? À đúng rồi, chúng ta sẽ xa ghế ngồi đọc báo. À không phải là ngủ luôn ạ. Này mà khoan nhá, ngủ vẫn thò chim ra ngoài thì anh được thò chân ra ngoài và bà ấy không phát hiện lại. Điều vãi lì. Ok không sao, chúng ta qua bàn rồi. Bàn thứ ba nào. Đây là một trong số những con game. À, con game này cũng khá là easy thế các bạn. Nếu chúng ta sút vào thì sao? Sút thì sao? À, cầu thủ môn này gắt nhỉ. Bùi Tiến Dũng Việt Nam à? Thế tổ. Có vẻ như đây là vợ mình em ạ. Mình bị vợ mình tóm về rồi. Ok, lần này chúng ta sẽ xem này là có gì trong này đấy. Có tạp chí. Có một quyển tạp chí. Tạp chí gái xích. Ui trời, tóc vàng nhé, áo đậu cà phê nhé. Chuẩn bài. Không biết lấy được thêm gì không? Mình sẽ làm gì? À cho thủ môn đọc à? Con, đừng có sút vào thôi. Sút vào. Rồi mình được tung hô như một vị thần vậy. Thế là mình sẽ không bị bà vợ phát hiện ra. Ngon. Thủ môn ham gái như này là tốt anh em ạ. Là tốt đấy, không phải là xấu đâu. À, như này. Chúng ta sẽ giả là mannequin mà đúng không? Cái dáng của mình chắc là xấu quá, không hợp làm mannequin được. Sai này. Có đôi giày kìa. Theo mình đoán thì sẽ có một em ở trong này thì sẽ thử ấn vào đây, biến thái đấy Linh. Này đây là con trai hay là đàn ông đấy? Đây là con trai hay đàn ông của anh em? Chắc chắn không phải con gái đâu, chắc chắn không phải con gái rồi. Chỉ có thể là con trai hoặc là đàn ông thôi. Lông chân kìa, người thì đô, rồi vai to. Đồn là đỡ tô son cho nó còn. Cùng là đàn ông với nhau thì sao phải ngại đúng không? Đây mà là thằng biến thái này, tại vì nó mặc khoái. Chứ không phải mình chỉ là tình cờ thôi. Đây, mình đoán là chúng ta sẽ trốn vào đây. Trốn vào, đúng không? Biết vào. Đấy, bà vợ không phát hiện ra đâu. Đấy nào, chúng ta sẽ đến với... Wow. Ê này, có quả tượng là nhìn hạng gì nhỉ? À, có sơn đấy rồi, chúng ta sẽ sơn. À, biết rồi, sơn vào chúng ta sẽ đứng như thế này. Đấy. Nhìn mặt bức tượng đúng kiểu ấy, trông ấy. Ôi mẹ. Cùng chung chí hướng đi em ạ. Thằng này cũng là người này. À, tức là hai con người cùng chung chí hướng đấy em ạ. Được. À, chúng ta có đến một cái bàn ăn này. Bàn ăn này là có rất nhiều món. À. À ê. Mình bị chơi sỏi em ạ. Cái đồ. Thằng kia nó trốn ở dưới gầm bàn. Sao quá. Ê, mình có lấy được cái gì đấy không? À, lấy được cái này, chuối. Oh. Chúng ta lấy được một nải chuối các bạn. Rồi sao? Mình sẽ vứt nải chuối cho này. À, đau bụng rồi. À. Cho con bé này ăn luôn. Rồi mình sẽ trốn ở dưới gầm bàn đúng không? Trốn vào. Ê.
Biết ngay. Nếu như mà mình ngồi ăn với con bé kia ấy, thì kiểu gì bà này cũng ghen như là chúng ta sẽ chết đấy. Hợp lý nhất là mình sẽ cho con bé ăn. Bàn thứ 7. Stack 7. Đây là phòng vệ sinh nam này. Ê, có đùi nữ. Ngon, mình bảo là mình sẽ biến thành nữ sinh nhá. Mấy bà này, mấy bà này xếp hàng đây không? Chắc vậy. Surprise motherfucker. Lại là cái con này à? Lại là con áo hồng này, hình như là mình lần trước mình gặp nó rồi sao ấy. Nó có râu các bạn. Kinh quá. Khiếp mãi lìn ấy. Mình trông đã kinh rồi, thấy nó trông tởm hơn. Ok, Yakuza. Mấy thằng này là nhiều đầu gấu của bên Nhật Bản này. À, mình sẽ đóng giả là mấy thanh niên đấy. Súng luôn. À, không được cầm súng luôn. Cầm súng là ngu lắm. Đúng rồi, mình sẽ chỉ giả vờ làm ra không. Làm mấy thằng đầu gấu là được rồi. Ê, đi này ngồi trong những cái gì à? Trong đúng kiểu trẻ con ngồi với mấy anh lớn luôn. Chạy như vẫn lì thật. Ok, đấy. Con kia thì khá là hay đấy em ạ. Ở bàn thứ 9 chúng ta có một cái lốp xe. À đấy, lấy cái này. Đào lên à. Đào lên rồi sao? Mình lấy cái lốp xe được không? À, chúng ta có thể là phải trốn ở dưới cái chỗ cát kia đúng không? Cái lốp xe này không có tác dụng nhưng mà. Đây, chúng ta sẽ đào cái này. Mẹ bị trôn luôn. Rồi. Rồi chúng ta sẽ đào cái này. Đấy là mình sẽ để cái này vào đây đúng không? À không phải, mình sẽ để xem bên này. Đấy. Mình sẽ trốn vào đây. À, phải như vậy. Cái kia chỉ đánh lừa mình thôi. Bàn thứ 10 nào. Ê, Nobita và mẹ của Nobita này. Black HD à? Black HD là cái quái gì? Phim, web phim. Ê, tao còn đấu. Lại lên. Khổ thế. Lần thứ 2, lần thứ 3 chạm mặt rồi đó. Chúng ta sẽ vào lấy con gấu này. Sẽ mặc con gấu ở đây. Rồi. Con bé này chắc là mình sẽ đứng ở đây. Đấy, chụp ảnh. Cái tay sự kiện luôn, đấy chắc chắn là Nobita rồi. Thằng bé trông mặt mẹ thất vọng tại vì trong con gấu đó. Ok, không sao. Đây sẽ là gọi là cái tuổi thơ đáng nhớ của nó. Nó sẽ không bao giờ quên được cái tình huống này đâu. À, chúng ta sẽ trở thành nhạc công à? Nghe lại là súng. Đây rồi, lấy cái dùi chứ ai đi lấy súng. Con này đứng đây làm gì đây? Đéo hiểu luôn. Mình ngồi xuống mình nói chuyện với đứa trẻ con. Sau đó mình bắt. Bị tội gì? Nói chuyện với trẻ con mà được xem là ấu dâm à? Chỉ nói chuyện trẻ con thôi mà. What? Sì đào đấy đi. Rồi. Vậy thì mình sẽ chơi vũ công đi. Vãi cả gì, new album và escape. Ok. Hey, chúng ta có cần câu này. Cần câu này là quái. Đây rồi, mình sẽ câu cái bộ quần áo này đúng không? À đủ. Này đừng bảo là mình sẽ phải trả vờ làm gái nhé. Lờ lắm. Đấy, mình biết ngay là thằng này, đấy, thằng này cũng bị hói đấy, anh em thấy không? Cơ bắp rồi, đấy, anh em thấy cái đầu không? Nó bị hói như mình vậy, như kiểu là anh em sống sinh. Thôi xong tôi rồi. Damn. Thôi xong tôi rồi. Lành ít giữ nhiều rồi. Ồ, đây rồi, lấy được bộ máy rồi, chúng ta đã có full item rồi. Ôi trời ơi.
Thì ra là quả táo để dùng là cái đấy á. Quả có cái quả xịt. Thằng này nó bị thần kinh à? Mình đóng giả là ma đơn canh mà nó vẫn còn thích được thì vãi. Chắc là nó muốn ăn táo ấy các bạn. Chắc là nó thèm ăn quả táo của mình thôi. Rồi và nếu anh em thích video thì quên để lại một like của mình. Và hãy nhấn nút đăng ký kênh nha để giúp mình sửa lại 500 cái sắt của mình. Bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.